Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh youtube audio kiếm hiệp thân mến Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 139 của bộ truyện dài tập Ngược về Minh Triều Tác giả Nguyệt Quan qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy Trước khi nghe chuyện các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị khánh duy xin chân thành cảm ơn và bây giờ để không mất thời gian mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây Tiếp theo phần trước Lúc bấy giờ Trong con đường đi chật hẹp tam tối Phải cách một quãng xa mới che một ngọn đèn Không gian ở đây tam tối đến nỗi Không nhìn rõ cả đường đi Dưới ánh đèn có một dáng người nhỏ nhắn Gầy gò tựa như một cơn gió Cũng có thể thổi bay người đó đi được vậy Cũng may là cái gian ngục này bí khí Ngay cả một ngọn gió cũng không thể len vào được Lão ta ôm trên tay một chiếc hộp thức ăn Chân đi dưới đất không phát ra tiếng động Ngược lại Hai tên lính đi đằng sau lại đang lệnh thình thịch từng bước từng bước chân xuống âm thanh vang lên trong khung trung càng khiến cho bóng người phía trước trở nên giống như một u hồn hơn nữa hai dãy phòng giam đều bỏ trống đi đến cùng đường thì hai tên lính canh bước lên phía trước phải bước cầm lấy chiếc xích sắt to đùng lần lượt lấy ra từ thắt lưng của mình hai chiếc khóa để mở tiếng xích sắt lang keng vang lên khiến cho người nằm trong ngục tỉnh giấc quay đầu lại nhìn đột nhiên gã chẳng người ngồi dậy mừng rỡ mà nói tiểu linh tớ Tiểu linh tử nhanh chóng lách người chui vào bên trong phòng Cung kính đáp lại Nhị vương tử Bên ngoài phòng giam lại khóa trái cửa lại Hai tên lính canh đứng bên ngoài tựa như môn thần Nhìn hai người bên trong ngục nói chuyện Chu nhượng cận vui mừng nhảy xuống giường Mà quên rằng mình đang bị sừng chân Tiếng xích sắt kêu lên lang keng suýt chút nữa thì cái sức nặng của nó Khiến cho gã bị ngã ngoài. Tiểu linh tử vội vàng đến đỡ gã Trong nhà giam không có đèn nhưng nhờ có ánh đèn leo lét bên phía tường đối diện nên tiểu linh tử cũng có thể nhìn rõ được hình dáng của chu nhượng cận gã mặc một chiếc áo tù màu trắng mũ và mũi tóc đều không thấy đâu nữa tóc tai bù xù xóa xuống che khuôn mặt chân thì bị xiềng bởi một chiếc xích sắt hiển nhiên đây chính là chế độ đãi ngộ đặc biệt của kẻ tù trọng tội tiểu linh tử không kìm lòng được mà thốt lên tức tưởi nhị vương tử thật khổ cho ngài rồi chú nhượng cận nhếch mép cười ánh sáng mờ mờ như ánh hoàng hôn dọi sáng đôi mắt long lanh của gã một huyền y công tử phong độ nho nhã ngày nào giờ đây chỉ vì chuyện này mà dường như có thêm phần hoang dại hơn trước có gì đâu chứ tuy là nghi phạm giết người nhưng lục đại nhân không làm khó ta ăn uống cũng được ăn ở trong nhị đường gương mặt đầy những nếp nhăn của tiểu linh tử để lộ ra một nụ cười ngượng nghịu lão nắm lấy tay của nhị vương tử hai người từ từ ngồi xuống bên cạnh giường Chu Nhượng Cận lúc này mới hỏi chuyện là phụ vương kêu ông đến thăm ta có đúng không? Phụ vương thế nào rồi? Sức khỏe vẫn tốt chứ? Tiểu Linh Tử gật đầu đáp lại. Vương già vẫn vậy. Nhị vương tử Sao ngài không hỏi đến tình hình của vụ án vậy? Ngài không lo lắng chút nào hay sao? Lo lắng điều gì? Chu Nhượng Cận trong mày đáp lại. Không làm chuyện xấu, lo gì ma quỷ ám theo đấy. Đầy rõ ràng là có người muốn ám hại ta mà. Thiệt nghĩ án sát tin nhất định là sẽ tìm ra hung thủ Trả lại sự trong sạch cho ta Chỉ là Ai... Tính thành vương thúc Tiểu linh tử ho lên một tiếng Mở chiếc hộp thức ăn ra Lần lượt đặt thức ăn lên trên giường Rồi lại lật một chiếc ly đặt lên trên hộp thức ăn rót đầy rượu rồi nói Nhị vương tử Đồ ăn trong nhà lao không so bì được với trong phủ nhà Mấy món này đều là những thứ mà ngài ưa thích cả Do đích thần phu nhân làm Ngài hãy ăn đi được chu nhượng cận không phải may lo lắng cho tình cảnh của mình hiện tại mừng rỡ nhận lấy đũa và gắp thức ăn nếm thử dường như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đấy khiến cho động tác của gã trở nên chậm chạp hơn tiểu linh tử khoanh chân ngồi đối diện thấy vậy bèn hỏi sao vậy không vừa miệng hay sao chu nhượng cận khẽ lắc đầu rồi mỉm cười nói à không ta chợt nhớ đến lúc còn nhỏ Mỗi lần sau khi luyện công xong cùng với ông Thì hai người chúng ta đều cùng nhau uống rượu Ở trong rừng trúc như lúc này đây Từ khi ta lớn lên Và không còn ở trong hậu cung nữa Ông lại thường xuyên ở bên cạnh phụ thân ta Thì ngày càng chẳng có cơ hội được ngồi cùng nhau nữa rồi Chẳng thể ngờ được Rằng hôm nay trong cái tình cảnh ngang trái này Lại khiến cho ông và ta Có cơ hội được ngồi cùng với nhau Sư phụ cùng uống với đồ đệ một chén đi Một tia nhìn ở mắt Khẽ lướt qua trong mắt của tiểu linh tử ông ta nhận lấy chén rượu mà chu nhượng cận cung kính dâng lên nhẹ nhàng nói đúng vậy lão lưu luôn đi cùng vương gia khắp nơi cầu y nhị vương tứ thì lại đi ngao du sân thủy khó mà gặp mặt được nhau những ngày tháng an nhàn trước đây quả thật là không còn nữa rồi hai người nói chuyện thật nhiều vừa cười vừa nói về những chuyện cũ mặc cho bên ngoài nhà ngục còn có hai tên lính canh hai người bọn họ quả đúng là đang ẩn tiểu ở dưới trăng tựa như không có ranh giới của lao tù và thế giới bên ngoài vậy. Tiểu Linh Tử tuy là dáng người nhỏ nhắn, thế nhưng lại có khẩu phần ăn thật đáng nể, sức ăn còn hơn cả Trung Nhượng Cận. Hai người bọn họ dường như đang đua nhau vậy, vừa nói chuyện vừa cười đùa. Chẳng mấy chốc đã giải quyết hết sạch chỗ thức ăn trong đĩa. Tiểu Linh Tử đặt chân xuống đất, đi đến trước cửa, chắp tay mà nói: Hai vị quan sai có thể giúp đỡ lão một chút được chăng? Hãy để cho lão và vương tử được nói chuyện riêng một chút đi. Tiểu Linh Tử là người thân cận bên cạnh Thục Vương, ngay cả là quan nội vụ tổng quản và trưởng ấn đại thế giám lục phẩm của Thục Vương, nhìn thấy lão ta cũng không dám vô lễ. Nhưng dù sao thì cũng đã làm thân kẻ hầu người hạ nhiều năm rồi, nên đối với hai tên lính canh đấy, lão ta cũng tỏ ra hết sức là khách khí. Hai tên lính canh đưa mắt nhìn nhau, điều bộ lưỡng lự mà nói. xin lỗi công công, lục đại nhân đích thân dặn dò, bất cứ là người nào muốn gặp nhị vương tử đều phải có chúng tôi đứng giám sát cả, Xin ngài đừng làm khó hai chúng tôi Bên trong đó là nhị phương tứ Chúng tôi lễ phép đối đãi Muốn làm thân với ngài ấy còn chẳng được Giúp được ngài ấy lẽ nào chúng tôi lại không làm sao Thật sự là chức trách không cho phép mà Tiểu linh tử cười Và lấy trong túi áo ra một nén bạc Tiện theo lỗ hổng ở thanh chắn tủ giam Mà tuồn vào tay bọn chúng Rồi cười đáp lại Đúng là vậy, đúng là vậy Chúng ta đều phụng mệnh mà hành sự Hai vị chăm sóc tốt cho nhị vương tứ đó chỉ là món quà nhỏ Mong hai vị mang đi uống rượu Giải khuây một lát vậy Hai tên xe nha sờ vào trong túi áo Chừng có đến đủ mười lượng Bèn bất giác tươi cười Thế nhưng nhìn thấy chu nhượng cận Thì lại chợt cảm thấy lưỡng lự Tiểu linh tử quan sát đoán chừng ý của bọn chúng Bèn cười nói thêm Vậy như này đi Nhị vị quan gia không cần phải đi khỏi hẳn chỗ này Mà chỉ cần đứng xa ra một chút là được Chuyện này hey, Phu nhân thương nhớ con trai còn vương gia lại có phải câu muốn nói riêng với vương tử <laughs> vương gia là một hiển vương có tiếng tuân thủ pháp luật được danh làm gương cho phồn vương trong thiên hạ nói theo tiền đế và đương kim hoàng thượng đều hết lời khen ngợi ngày ấy đương nhiên chúng tôi không thể làm những chuyện vi phạm pháp luật được làm có hai vị được những điều mà lão nô định nói chẳng qua chỉ là những chuyện riêng ở trong thuộc vương phủ mà thôi chắc hẳn hai vị chẳng có hứng thú mà nghe đâu đúng không không có hứng thú sao Ai nói là không có hứng thú đây Quá là có hứng thú đi ấy chứ Thế nhưng ai dám nghe đây Đó là vương gia Biết nhiều thì sẽ có nhiều phiền phức Hai tên lính canh nhìn nhau một cái Rồi cười gượng gạo đáp lại ừ, Vậy vậy được rồi Ngài cùng nhị vương tử Nói chuyện lão công công Xin ngài hãy nói nhanh lên một chút Hai anh em chúng tôi đứng ở xa ra ngoài kia Hai người bọn chúng quay người đi Đứng ra phía xa nhưng vẫn quay về hướng nhà tù để mà quan sát. Tiểu Linh Tử đến bên cạnh giường, thu dọn bát chén trên mặt hộp. Lão ta lướt nhìn một cái ra phía ngoài, sau đấy dương tay mở hộp thức ăn ra. Một âm thanh kéo kẹt kéo kẹt khẽ phát ra. Dưới đáy chiếc hộp có một phần trống nữa, bên trong có giấy và bút. Chu Nhượng Cận liếc nhìn một cái, kinh ngạc và nói: "Ông ông mang những thứ này đến đây làm gì?" Gương mặt nhăn nhúm của Tiểu Linh Tử vẫn cười tươi, đôi mắt giả nua đục ngầu đột nhiên trở nên sắc lạnh, Nhị vương tử Những thứ này là do vương gia kêu tôi mang tới Chu nhường cận ngây người mà hỏi lại Phụ phụ vương sao Đây là ý gì Tiểu linh tử từ tốn mà đáp lại Lục đại nhân bẩm báo với vương gia rằng Khi khám nghiệm tử thi Thì có phát hiện mộng ly tiểu thư đã có thai Vương gia nhận định rằng giữa ngày Và mộng ly tiểu thư có tư tình Giấu mọi người Thế nên Chu nhượng cận chấn động toàn thân ngay lập tức kiểu ra sự việc Ánh mắt của gã vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ Nhất thời không nói được nên lời Những nếp nhăn trên gương mặt của tiểu linh tử Như hẳn sâu thêm vậy Đối với vương gia mà nói Thì danh dự của thục vương phủ Chính là thứ mà tất cả mọi người phải bảo vệ Có thể hy sinh tất cả để mà giữ gìn Ngay cả chính bản thân vương gia Cũng có thể vì nó mà hy sinh được Rồi lão ta khẽ thở dài nói Lão lô theo vương gia đã 20 năm nay sớm đã hiểu rõ chuyện nghĩ này của vương gia nhị vương tử là con trai ruột của vương gia lẽ nào ngài lại không hiểu điều này hay sao chu nhược cận vừa phẫn nộ vừa đau xót cười một cái thản nhiên mà đáp lại thật vậy sao nếu như đổi lại là đại ca ngồi trong ngục thì sao phụ vương cũng sẽ đưa ra quyết định sắt đá như vậy hay sao gã nhắm nghiền mắt lại hai hàng lệ tuyệt vọng mà lăn dài xuống hổ dữ còn không đỡ ăn thịt con Phụ vương muốn muốn ta phải làm sao Tiểu linh tử thương hại nhìn gã một cái Rồi nhẹ nhàng mà nói Vương gia và tính thanh quận vương đã thương thảo chuyện này Hai vị vương gia đều cho rằng sự việc này không nên tiếp tục điều tra nữa Nếu không thì chắc chắn sẽ có một tin tức đáng xấu hổ cho vương thất kìa Khiến cho thục vương phủ và tính thanh vương phủ đều trở thành trò cười cho thiên hạ Sau đấy lão ta lại thở dài một cái rồi điềm tĩnh mà nói tiếp Vậy nên trần tướng của vụ án này đành phải phó thác lên nhị vương tử ngài thôi. Mộng ly tiểu thư không có thai, cũng không có người nào khác khám hại nàng ấy cả. Tiểu thư vốn có bệnh tim, chuyện này thì tính thanh vương phủ và thái y đều có thể làm chứng. Ngày hôm đấy, nhị tiểu thư đến phủ dự tiệc, vì có xích mích với nhị vương tử nên đột ngột phát bệnh mà chết đi. Nhị vương tử không rõ sự tình, trong lúc vội vàng kinh sợ mới đem thi thể vứt vào trong bụi cây rừng, sau khi vào trong ngục, nhị vương tử hối hận vô cùng rằng không nên đấu khẩu khiến cho em họ của mình tức chết đi, khiến cho tính thành quận vương mất đi con gái yêu, khiến cho vương phủ bệnh tình lại càng thêm nghiêm trọng. Nhị vương tử tự trách bản thân, khó có lời nào giải thích được cho mình, bèn viết thư tuyệt mệnh và tự vẫn ở trong nhà tù. Chu nhượng cận nghe xong, chết lặng ngây người, một hồi thật lâu sau mới đột nhiên giật mình một cái, ngẩng đầu mà cười lớn hai bàn tay của gã nắm chặt đến nỗi có thể nghe được tiếng xương bàn tay kêu lên răng rắc, tựa như vừa mới nghe xong một câu chuyện cười hay nhất thế gian. Gã cứ thế mà ngẩng đầu lên trời, cười thật lớn không dứt. Tiểu Linh tử lặng lẽ nhìn Nhị Vững từ một cái, không rời mắt. Hai tên lên canh ngục nghe thấy tiếng cười lớn bất thường như vậy, trong lòng lo sợ xảy ra chuyện, nên bèn vội vàng chạy tới bên thanh chấn xong phòng giam, gọi với vào bên trong. Nhị Vững tứ, Nhị Vững tứ, ngày không sao đấy chứ. Chu nhận cận cười mãi không ngừng hai tên lính canh liên tục gọi thêm vài câu chu nhượng cận đột nhiên gầm thét lên cầm mồm đừng gọi ta là nhị vương tử ta mà là nhị vương tử cái gì hai tên lính canh ngục giật mình một cái mà sợ hãi người ngồi bên trong nhà giam tuy là tội phạm thế nhưng thân phận của gã đâu có phải bọn chúng là có thể đắc tội được hai người bọn chúng rụt người sợ hãi không dám đáp lại một câu nào chu nhượng cận vén mớ tóc rối để lộ ra ánh mắt sắc lạnh gã kéo lê chiếc xích sắt đi tới trước hai bước đột nhiên quỳ xuống trước mặt của tiểu linh tử từng câu từng chữ rành giọt mà nói chủ nhượng cận ta không phải là một món đồ vật có thể tùy tiện mà làm hy sinh ta sẽ mở to mắt chứng kiến xem cái vụ án này sẽ được điều tra ra sao sẽ có một ngày ta được đường đường chính chính được đón ra khỏi nhà lao này tiểu linh tử thản nhiên nhận của nhị vương tử một bái trong ánh mắt lộ ra tán thưởng khen ngợi khẽ gật đầu hai tên lính canh ngục đứng bên ngoài nhìn nhau kinh ngạc nghe thấy những điều nhị vương tử nói thế nhưng hoàn toàn không hiểu gã đang nói gì. Chu Nhượng Cận cúi đầu vá lại ba cái rồi nói lớn. Sư phụ, mọi chuyện đều trông cậy cả vào người. Xin sư phụ về hồi bẩm với phụ vương. Chu Nhượng Cận không chết cũng sẽ không thể chết được. Ta sẽ nhấn lại chờ đợi, Cho đến khi có thể nhìn ra được ánh mặt trời. Ta quyết không chết đâu. Âm thanh âm vang trong nhà lao, vang vọng đi thật xa, thật xa. Ta sẽ không chết, ta sẽ không chết, ta sẽ không chết. Cùng một câu nói như vậy ở tại thời điểm này cũng đang âm vang trong lòng của Lý Đại Nghĩa. Ánh trăng ảm đạm, phía trước còn có một ngọn núi nữa, sần xì màu đen, sừng sững hiện lên trong bóng đêm. Băng qua ngọn núi này là có thể gặp được nàng. Ta đã đồng ý với nàng là sẽ nhất định sống sót quay trở về để mà gặp nàng. Trong lòng của Lý Đại Nghĩa luôn nghĩ như vậy, những giọt nước mắt nóng hổi đang trực trào lên trong mắt. Hai ngày hai đêm rồi, gã không dám dừng chân lại chỉ vội vàng đạp rừng, băng núi, vượt sông để trở về. Gã không lo sợ có người đuổi ở đằng sau, núi non trùng điệp vô cùng bất tận, cho dù có phát động toàn bộ dân chúng ba thục đi chăng nữa, thì chỉ cần gã lẩn trốn vào trong đám bụi cỏ, lùm cây nào đấy thì cũng ai rằng khó lòng mà tìm thấy được. Nhưng gã hiểu rất rõ tình trạng vết thương của mình. Gã ta đã giết biết bao nhiêu người, trong số đó có không ít cao thủ nên bản thân gã cũng đã chịu thương không ít. Lý Đại Nghĩa hiểu rất rõ rằng nếu như không nhanh chóng trở về thì rất có khả năng gã sẽ chết lặng lẽ chết ở nơi rừng núi hoang vu này trở thành món ăn cho lũ sói rừng chó rừng ở nơi đây sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy được nàng được nữa nhát kiếm đâm xuyên giáp vai làm thương đến gân mạch của lý đại nghĩa cho dù có chữa lành thì phần bả vai cánh tay đó của gã chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn nhưng với sức khỏe như của gã thì nếu chỉ là một vết thương thôi ít nhất cũng không đến nỗi bị mất mạng vết thương chí mạng chính là viên đạn ở ngực kia đao kiếm sẽ không để lại vết thương gì quá lớn nhưng cái viên đạn còn nhỏ hơn cả dược hoàn này đã xuyên trúng vào ngực của gã găm sâu vào phía phủ cho dù là quan phủ không ăn đường cấm chợ khiến cho gã có thể tự do dễ dàng tìm kiếm thầy thuốc chữa trị thì lưu đại nghĩa cũng chẳng tìm cho được lăng trung nào cao siêu đến vậy có thể lấy được viên đạn từ trong ngực của gã ra đạn chỉ có độc vết thương đã xưng tấy nhiễm trùng hiện tại đang dỉ máu đen sì như nước tương nếu là người khác thì chắc đã mất mạng rồi Lý Đại Nghĩa vẫn đang cố gắng cầm cự, thế nhưng lúc này tình hình của gã thực sự đã quá sức chịu đựng của bản thân. Lê những bước chân nặng như đá, ngọn núi trước mặt kia đối với gã mà nói, bình thường thì chỉ cần khoảng thời gian chưa đến một tuần trà đã có thể băng qua. Nhưng lần này thì còn không biết phải đi đến bao nhiêu lâu nữa. Nhưng bất luận là như thế nào đi chăng nữa thì Lý Đại Nghĩa cũng phải băng qua cho kỳ được. Phi Vũ đang chờ bên kia, đang mong chờ gã quay trở về. Nếu như gã ngồi xuống mà nghỉ ngơi dù chỉ là một chút thôi thì e rằng là khả năng sẽ vĩnh viễn ngủ mãi ở nơi đây mà không về được nữa sẽ vĩnh viễn âm dương xa cách với người phụ nữ của mình với đứa con sắp chào đời của mình sẽ vĩnh viễn không có ngày được gặp mặt nữa lý đại nghĩa khắp người lấm lem bùn này đang bỏ trên mặt đất thở dốc cổng học một hồi lâu đột nhiên gã vơ lấy một nắm cỏ dại nhét vào trong mồm ngấu nghiến mà nhai mà nuốt lý đại nghĩa làm như vậy không phải vì gã cảm thấy đói hai ngày không ăn thứ gì gã cũng có thể chịu đựng được. Gã làm như vậy là vì so với cảm giác đau khổ như lửa độc thiêu đốt thì vị đắng chát của cỏ dại đang nhai ở trong miệng cũng chẳng có gì là khó chịu. Ngược lại còn khiến cho những dây thần kinh đang tê dại và thân thể của Lý Đại Nghĩa có được thêm phần sức mạnh. Lý Đại Nghĩa gào lên một tiếng giận người tựa như tiếng giống của một con dã thú. Sau đấy toàn thân lào đảo từng bước đứng dậy bám chắc lấy cây gậy trong tay từng bước từng bước tiến lên phía trước đằng xa có một con sói đơn độc đang kiếm ăn nó đã theo dõi lý đại nghĩa từ xa một hồi lâu rồi sắt khí toát ra từ cái con người đó khiến cho con sói luôn cảnh giác mà không dám lại gần vì nó không chắc chắn được rằng nếu như đâm nhào tới thì sẽ là ai cán ai chết đây tiếng gào giận người của lý đại nghĩa cuối cùng đã giật tắt đi những tham niệm cuối cùng của con sói nó lê quyết cái đuôi xám liền biến mất đi từ bỏ lòng tham đôi khi là một sự thu hoạch liễu phi vũ chưa ngủ dưới ánh đèn yếu ớt nàng ngồi ở đầu giường vụng về không một chiếc áo trẻ sơ sinh miếng vải không lớn chỉ có một đường nhỏ xíu thế nhưng có lẽ đủ để may y phục cho trẻ sơ sinh nhìn bộ y phục nhỏ bé đã được hoàn thành liễu phi vũ mừng rỡ cầm lên ngắm nghía thật kỹ mặc dù hai ống tay áo bên cao bên thấp và áo có những chỗ khâu vụng về nhìn trông thật kỳ quặc nhưng đó là thành phẩm đầu tiên của liễu đại tiểu thư người chưa từng học qua nữ công gia chính nàng ấy vui vẻ đến nỗi quên đi những vết thương kim đâm dày đặc ở trên các ngón tay của mình Hải Nhi mới ra đời thì to chừng nào đây? Bộ y phục này liệu có vừa cho con hay không? Thôi kệ, nếu như có to một chút thì đợi sau này con lớn lên rồi mặc, trẻ con rất nhanh lớn. Liễu Phi Vũ nâng niu bộ y phục như vào bối rồi gấp gọn lại, đưa tay vòng ra sau, khẽ khẽ đấm lưng. Nơi đây là một thôn trong khe núi, miễn cưỡng thì cũng có thể gọi là một thôn, vì nơi đây chỉ có đúng 3 căn nhà, hai hộ dân đều là những thợ săn trong núi. Từ đây muốn đi đến những thôn ngoài núi thì phải mất đến mười mấy ngày đi đường căn nhà mà hiện tại nàng đang ở trước đây là của gia đình một người thợ săn một lần đi săn trong rừng bị bọn linh cẩu bao vây không kịp trèo lên cây nên đã bị dã thú ăn thịt mất vợ và con người đấy chẳng còn cách nào sống sót được trong thôn núi này nên mới rời đi chỗ khác nơi đây gần như cách biệt với thế giới bên ngoài hai hộ thợ săn còn lại cũng đều là những người thật thà chất phác đối đãi nhiệt tình chân thành lý đại nghĩa tìm tới nơi đây tạm thời để cho liễu phi vũ ổn định mang một chút bạc lẻ đưa cho một hộ thợ săn họ đặng để cho họ chăm sóc cho nàng. Lúc trước đi chạy trốn cùng Lý Đại Nghĩa, trong lòng của Liễu Phi Vũ đầy những oán hận, đau khổ. Này vứt bỏ hết những thứ đó đi, thực tâm coi gã là người đàn ông của mình, là người mà mình thương nhớ lo lắng, là người mà mình yêu thích, mơ tưởng về tương lai của cả hai người. Một cô gái nhỏ bé, chưa hiểu gì về nhân tình thế sự, đã trở thành vợ, thành mẹ. Những hoang tưởng, lãng mạn đã không còn tồn tại nữa. Liễu Phi Vũ trở nên yêu thích cái cảm giác yên ổn này Ồ, oh, chàng đi lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa có chút tin tức gì vậy? Chàng... Ý nghĩa lo sợ mới xuất hiện trong đầu, bèn bị Liễu Phi Vũ nhanh chóng dập tắt, nàng tự an ủi bản thân mình. Không có gì đâu, chàng ấy là người cơ trí, võ nghệ là cao cường. Nếu như không có cơ hội, vì ta, chàng ấy cũng sẽ không khinh suất, chàng nhất định sẽ trở về. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Liễu Phi Vũ giật thoát người, vội vàng đứng dậy hỏi, là ai vậy? Bên ngoài không có tiếng trả lời, Liễu Phi Vũ lo sợ, cầm lấy một chiếc gậy. Thứ võ công bắt mèo của nàng, nếu như quả thật có kẻ xấu xông vào thì cũng chưa chắc đã có thể ứng phó được. Thế nhưng ở đây làm gì có kẻ xấu? Hai hộ thợ săn bên cạnh đều là những người dân quả thật là lương thiện nhất mà Liễu Phi Vũ có thể gặp được trong đời này. Chỉ vì nhận từ chỗ lý đại nghĩa một chút bạc lẻ mà ngày nào cũng mang cơm và thức ăn ngon nhất đến cho nàng. Lại còn sợ như thế không đủ khiến cho nàng phải chịu thiệt thòi hai thím nhà của hai hộ đấy đều tốt bụng vô cùng chắc là đám chó săn của nhà bọn họ chăng liễu phi vũ lại dẹp bỏ ý nghĩ đó đi căn nhà nhỏ bằng đá và gỗ này được xây trên sườn núi phải chọn một vùng đất tương đối bằng phẳng mới có thể xây dựng được nhà của ba hộ dân ở đây cách nhau đến hơn 10 trượng hai hộ dân đó đến buổi tối thì đều nhốt chó săn của nhà mình lại chính vào lúc đó thì tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa âm thanh tuy yếu ớt thế nhưng liễu phi vũ có thể nghe rõ ràng nàng ta không kìm được mà nói lớn ai là ai người mà không nói ta sẽ hét đến đấy bên ngoài im lặng một hồi rồi có tiếng nói khe khẽ âm thanh đó tuy quá nhỏ và yếu ớt thế nhưng đối với liễu phi vũ mà nói thì lại tựa như xét đánh ngang trời tự hao tự hao là chàng sao liễu phi vũ vứt chiếc gậy trong tay cái xoảng một cái rồi lao đến mở cửa liễu phi vũ kêu lên một tiếng thê thảm ruột gan trong lòng như bị xé nát nếu như không phải mới nghe thấy tiếng nói của chàng ấy Thì Lữ Phi Vũ nhất định không thể nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai nữa Sắc mặt thì sám ngoét Thê thảm đến mức không còn hình người Người đứng trước mặt Phi Vũ lúc này Có quả thật là tự hào của ta hay không Nhị thiếu chủ anh Tuấn khí chất phi phạm hay không đây Phi Vũ nước mắt rơi lã trã Lòng ngóng lật đật đỡ dìu Lý Đại Nghĩa và trong phòng Rồi lại vội vàng rót một bát nước cho gã uống Nhưng Đại Nghĩa chỉ uống có hai ngụm rồi lại phun hết ra ngoài máu đen chảy quanh miệng của gã. Liễu Phi Vũ bỗng khóc quả lên một tiếng. Đừng, đừng, đừng có khóc đi. Nhổ ra một ngụm máu đen, sắc mặt của Lý Đại Nghĩa đột nhiên khá hơn một chút. Nói chuyện cũng có sinh khí hơn. Gã nắm chặt lấy tay của Phi Vũ nói. Ta trước kia đã từng băng rừng vượt núi. Đi ngày đi đêm rất nhiều để tạo phán, giết người. Chỉ có riêng lần này, ta ngày đêm không nghĩ đi đường. Chỉ, chỉ là để được về với vợ của mình thôi. Lý Đại Nghĩa run rẩy, ngẩng đầu lên, vuốt ve cỏ má và đôi môi của Liễu Phi Vũ, nước mắt tuôn rơi. Ta muốn cho nàng được sống sung sướng, muốn cho nàng được ăn ngon mặc đẹp, muốn cho nàng có thể được xinh đẹp, vui vẻ như trước kia. Nhưng nhưng ta chỉ mang đến cho nàng những điều bất hạnh. Tự hào, để để ta đi tìm lăng chung cho chàng. Ta ta đưa chàng đi tìm cha chàng, để cho ông ta đi trả thù cho chàng. Tại là ông ấy sẽ giận ta. Ta đừng nói nữa. Lý Đại Nghĩa đột nhiên nắm chặt tay của Phi Vũ, nắm thật chặt, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng ấy. Nàng nghe ta nói, nghe ta nói xong, đừng chen ngang. Gã mở miệng để nói, vợ vàng ngấp lấy từng ngụm không khí để thở, tựa như một con cá bị nhắc ra khỏi mặt nước vậy. Phi Vũ, ta sắp không qua khỏi rồi, có thể về được đến đây để nhìn thấy nàng lần cuối, đó là do ông trời thương tình rồi. Phi Vũ, nàng không được đi tìm cha ta, ta không đồng ý, Ta không muốn con trai của mình đi tạo phán Đi giết người Hãy nuôi dưỡng con của ta Lấy vợ sinh con Sống một cuộc đời bình yên kìa Chỉ là một nông phu thôi cũng được Nếu như về lại giáo phái Con trai của ta sau này Cũng chỉ có thể biến thành công cụ giết người Của đại ca và tam đệ của ta thôi Nàng đồng ý với ta Cầu xin nàng đừng báo thù Đừng quay trở về giáo phái Nàng đồng ý với ta đi Lữ Phi Vũ nước mắt tuôn như mưa, gật đầu đồng ý. Lý Đại Nghĩa thở phào một cái, buông tay, ánh mắt dán chặt lên trần nhà, từ từ mà nói: "Đây không phải là nơi có thể ở lại lâu được, nàng hãy thêm một thời gian nữa, đợi cho mọi việc lắng xuống rồi rời đi chỗ khác." Hình dáng của nàng đã thay đổi, lại đã có bầu, quan sai sẽ khó mà có thể căn cứ theo miêu tả lệnh truy nã mà nhận ra được nàng. Phỉ Vũ à, tổ tiên Lý Gia nhà chúng ta là một trong bốn đại trưởng lão của Bạch Liên Giáo Hơn 60 năm trước kia Lý Gia chúng ta tự lập nghiệp Thành lập nên Di Lạc Giáo Lúc đấy trong tộc có một số những người già Phụ nữ và yếu ớt Hoặc những người chậm chạp không thích hợp làm việc trong giáo phái Tất cả bọn họ đều được đưa đến Mễ Chi, Thiểm Tây Những người họ Lý tự thành lập nên một thôn Này khả năng tạo phản rất lớn Có khi là để Nếu như chuyện không thành công Thì cũng coi như có thể giúp cho Lý Gia lưu giữ được hậu duệ tất cả các đời giáo chủ truyền giáo đều không dám bước chân vào lý gia thôn một bước kia cũng không hay bọn họ có mối liên hệ nào cả nàng đi tới đó đi cha ta sớm muộn gì thì cũng sẽ tạo phán đến lúc đấy thiên hạ đại loạn nàng và con ở nơi đấy chưa biết chừng là sẽ là vùng đất không chịu ảnh hưởng của chiến tranh kia liễu phi vũ nghẹn ngào gật đầu đồng ý nước mắt rơi lã chã từng giọt từng giọt rơi trên gương mặt của lý đại nghĩa Lý Đại Nghĩa lấy từ trong người mình ra Một nắm lá vàng mỏng Cười thảm mà nói Lý Đại Nghĩa ta một đời tạo phán Chỉ là muốn dùng cái mạng này Để được làm thử hoàng đế thôi Thế nhưng lần giao dịch cuối cùng Lại là làm một kẻ cướp Dùng tính mạng của mình Để đổi lấy một nắm vàng này à, 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 à. Tiếng cười đột nhiên ngưng lại Lý Đại Nghĩa ngồi thẳng lưng Hai mắt trừng to Nắm chặt lấy tay của Lễ Phi Vũ Vội vàng mà nói Phi Vũ hãy trôn ta thật kỹ chớ có để tăng Đừng để lộ Ta, ta xin lỗi Tiếng nó đột nhiên ngừng lại Toàn thân Lý Đại Nghĩa gắng gượng một hồi Đột nhiên trở lên mềm nhũn Năm ngón tay thả lỏng Nắm vàng mỏng rơi xuống đất Những tiếng tinh tang Ánh sáng chói mắt của vàng lóe lên qua đôi mắt đang từ từ nhắm lại Mẹ nó chứ Đào tòa búa lớn Đe nẹt là không ai được phép tới gần nhị vương tứ Bằng không ta sẽ không để yên đâu bàn nãy là kẻ nào gây ra chuyện ở mỹ như vậy vậy cũng trong lúc đấy hai tên lính canh ngục một cao một thấp đều to lớn vạm vỡ tiến tiểu linh tử cung công của thục vương phủ xong vừa mới về đến cấm thất của la phòng vừa kịp leo lên trên giường thì tên giám mục quan lại dẫn người vào hai tên bọn chúng không tìm kìm được tức giận mà thầm chửi trong lòng mở cánh cửa ngục quan giám mục cố triệt cố đại nhân vẫn còn chưa vào một người đàn ông lực lưỡng cao lớn phi phàm tóc xoăn mặt ngâm đen, đầu chạm đến nóc nhà, khéo léo. Len người bước vào bên trong, khiến cho hai tên lính canh sợ hãi, giật mình một cái. Người này mặc một bộ bào phục của người ô tư tạng, tam phú lưỡng khâm, xòe rộng, màu xanh sẫm, thớ thịt cơ bắp cuồn cuộn, khiến cho bộ y phục căng lên thật chặt, dáng người cao lớn, vai hùm, eo cọp. Dưới cặp lông mày rậm, cứng, uy phong là một đôi mắt to và sắc lạnh. Người đấy vừa vào bên trong thì đã đứng qua một bên, ngoại trừ hai chiếc khuyên tai to đùng đang khẽ rung lên trên đôi tai toàn thân người đó như một ngọn núi đứng sừng sững vậy hai tên lính canh giật mình nuốt nước bọt đánh ngực một cái tiếp ngay sau đấy cố triệt cầm đèn cúi đầu không người xum xoe đi vào hướng chiếc đèn lồng lên cao xiểm định mà cười nói à, thác bạt đại nhân mời ngay, mời ngay. hai tên lính canh tưởng rằng lại có một người đàn ông và vỡ nữa đi vào thật không ngờ thoáng một cái là một bóng người yểu điệu uyển chuyển bước vào trong trang phục màu trắng của người ô tư tạng không hề có chút trang sức nào một chiếc khăn tơ màu trắng buộc lấy mái tóc mượt vầng trán trắng trẻo để lộ ra một chiếc di chuyển mỏng manh gương mặt trái xoan tinh tế thanh mảnh vô cùng hai tên lính canh bất giác nín thở lại chị e hơi thở của mình thoát ra ngoài sẽ mạo phạm đến gia nhân đẹp trong trắng như tuyết đẹp tựa như tiên này tiên nữ đương nhiên là có sự kiêu hãnh của một tiên nữ ngay cả đến tên trưởng giám mục đang cúi đầu xu nịnh kia cô nương này không thèm đếm xỉa nếu là hai tên lính canh kia đối với nàng mà nói chỉ là tranh treo trên tường mà thôi đôi mắt đen láy của nàng chẳng thèm nhìn đến hai bên cứ thẳng hướng trước mặt mà bước vào gia nhân nhẹ nhàng lướt qua gò má trắng như tuyết cổ áo khẽ để hở ra phân nửa chiếc cổ trắng ngần thân hình yểu điệu thon thả yêu kiều kể từ khi hai kẻ phàm phu kia ngước qua nhìn trộm cái dáng vẻ thức tha yêu kiều ấy chỉ thoáng xuất hiện mềm mại kêu xa như loài chim nhạn thần thánh nhưng phong vị lưu tình lại tựa như nước suối xuyên thấu mềm lòng người hai tên lính canh hít một hơi thật dài một là vì nhịn thở có chút khó chịu hai là muốn để người lấy cái mùi thơm tỏa ra từ giai nhân trên người của nàng có mùi thơm nhẹ nhẹ mê xe lòng người nhưng dáng người thoát biến mất ngang qua còn lại đâu đó là mùi rượu hai người bọn chúng lại tần ngẩn ra đấy khốn kiếp cái lỗ mù mau soi đèn cho thắc bạt đại nhân Trường giám ngục cố đại nhân vội vàng quát lớn ừ. một bàn tay to lớn dưng ra rằng lấy cây đèn trên tay của cố đại nhân xả hai bước lớn bắt kịp vị mỹ nhân đang bắt tay đằng sau lưng mà thả bước kia cái bộ dạng thản nhiên tựa như không có ai xung quanh quả đúng là đã coi đại lao của thành đô phủ này là vườn nhà của họ mà cố đại nhân vội vàng vẫy tay một cái hai tên lính canh ngục này ngay lập tức hiểu ý vội vàng liền chạy theo kiếng chân nhìn thấy hai người bọn họ đi qua đạo thứ hai của cửa nhà lao cố đại nhân lúc này mới khẽ lắc đầu thở hắt ra một cái rồi nói thật đúng là quần man gì, hoàng dã và man gì mà thế nhưng cái ả man gì đó <laughs> thật là quyến rũ gợi cảm làm sai lòng người ấy. mỹ nhân diễm lệ thoát tục trong chiếc áo choàng màu trắng uyển chuyển di chuyển từng bước nhẹ nhàng trong dãy hành lang chiếc áo choàng trắng nhẹ nhàng di chuyển theo từng nhịp điệu bờ vai suy nhỏ thon thả tựa như đang di chuyển trên mặt nước vậy vô thanh vô động một vẻ đẹp kiêu sa đạt đến cực điểm hai tên lính canh ngục cứ xoắn suýt đi theo bên người đàn ông trắng kiện như núi kia vừa là để được ngắm trộm bước đi khoan thai của mỹ nữ mà trong lòng thầm nhủ hey, hôm nay thật là cái ngày lạ lùng gì vậy sao những người đến thăm ngục đều là đi tựa như bay vậy bàn nãy đã có một vị công công lướt ra rồi giờ lại có một vị mỹ nữ lướt vào Lẽ nào đó là một vị đại nhân sao? Trong thành đô phú, ngoại trừ tống tổng binh ra thì còn có cả nữ quan nữa hay sao? Thất bạt yên nhiên quản lý công việc cụ thể ở Tiểu Kim Xuyên cũng là một vị quan địa phương. Hơn nữa, chủ yếu là phụ trách việc quan hệ giữa triều đình và hán quan. Vậy nên trong buổi yến tiệc của Thục Vương, nàng mới thay cha tham gia. Chỉ có điều, tới hậu cung bái kiến Vương Phi thì bèn quay trở ra đại sảnh để mà dự tiệc. Không nhất thiết phải ngồi chung với đám phu nhân Đương nhiên có thể gọi là đại nhân được rồi. Chu Nhượng Cận ngồi khoanh chân trên giường song song với cửa nhà lao, trong lòng dường như đang chăn chứa tâm sự. Nghe thấy có tiếng người đến bên ngoài thì ngoái đầu lại nhìn. Thấy đó chính là Thác Bạt Yên Nhiên thì gương mặt của Chu Nhượng Cận nhanh chóng rạng rỡ hơn, vội vàng nhảy xuống đất, lao đến cửa nhà giam, bám lấy song chấn vui mừng mà nói: "Yên Nhiên, ta biết là nàng, nhất định sẽ đến thăm ta mà." Thác Bạt yên nhiên không đáp lại, gương mặt xinh đẹp thế nhưng lạnh tựa như băng, mắt hướng nhìn một cái sang bên cạnh, lạnh lùng mà nói: "Các người lùi ra." Hai tên lính canh ngục ngập ngừng và đáp lại: "Cô nương, Thác Bạt à, Thác Bạt đại nhân, Lục đại nhân đã căn dặn là cho dù là bất cứ người nào muốn gặp nhị vương tử thì đều phải có chúng tôi bên cạnh giám sát cả." Trước mặt bỗng tối sầm lại, tên người tạng đó khổng lồ đứng sừng sững trước mặt hai người bọn chúng như ngọn núi vậy hai tên đó bất giác nút nước bọt đánh cơ ực một cái Nút cho luôn cả nửa câu còn lại muốn nói liếc mắt nhìn một cái cũng may là tên này không mang theo vũ khí Bà vướng giọng nói trong trẻo mà rắn giỏi tựa như hai viên băng châu rơi xuống đĩa ngọc vậy tên người tạng khổng lồ đột nhiên dừng lại sau đấy sờ vào trong người hai tên lính canh ngục không khỏi giật mình sợ hãi lùi lại sau một bước ngay sau đấy hai tay gã ta nặng trịch hai tên lính canh ngục cúi đầu nhìn tức thì ánh mắt ngây dại hai thỏi vàng lớn lóe sáng vàng của đại tiểu kim xuyên nổi tiếng là thượng hạng thượng phẩm màu sắc chất lượng đều tốt vị cô nương này thật là quá hào phóng tên người tặng đó dưng tay nắm chặt lấy vai của bọn chúng một cách hết sức bị động hai tên đó bị lôi ra một quãng thật xa mãi cho đến quãng rẽ tên người tặng mới dừng bước lại rồi hắng giọng một cái thật là lớn hai tên lính cái ngục vì hai thẻ vàng lớn và cả vì nể mặt tên người tặng này nên đành ngoan ngoãn tuân theo mà không dám kêu câu nào cả Chu Nhượng Cận nhìn hai tên lính canh đã bị lôi đi xa, cười vui vẻ, giương tay ra ngoài với gọi. Yên yên, mau tới đây, sao giờ nào mới tới vậy? Thác Bạt Yên Nhiên giơ tay lên, Chu Nhượng Cận cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đấy, hai bàn tay vừa chạm tới, Thác Bạt Yên Nhiên đột nhiên quay người lại, nắm chặt lấy tay của gã mà cắn thật chặt. Chu Nhượng Cận ngây người kinh ngạc, một cơn đau khủng khiếp, nhưng Thác Bạt Yên Nhiên cắn chặt đến như vậy, nếu như bây giờ giật tay lại, không những bị mất đi một miếng thịt mà chỉ e rằng là Thác Bạt Yên Nhiên cũng sẽ bị hỏng răng chu Nhượng cận cố gắng nhịn cơn đau thất thanh mà nói yên nhiên nàng làm gì vậy thác bạt yên nhiên cắn chặt răng từ từ ngẩng đầu lên máu tươi từ miệng của nàng ấy xuôi chiều chảy xuống gương mặt xinh đẹp như vậy trong cái hình tượng đó lạnh lùng kỳ quái tựa như một nữ yêu hút máu người vậy chu nhượng cận nhìn thấy ánh mắt của nàng trong lòng thấy sợ hãi đến độ không thốt nên được lời thác bạt yên nhiên cuối cùng cũng chịu dừng lại nàng ta nuốt được một miếng cái chỗ máu đó vào trong bụng thè cái lưỡi đỏ ra lưỡi máu vương vãi xung quanh miệng tựa như đang thưởng thức mỹ vị vậy hi hi cười mà đáp lại làm gì sao ta đang muốn hỏi chàng chu thị thiếu gia chàng đang làm cái gì ở đây thác bạt yên nhiên miệng cười nhưng ánh mắt chăn chứa hận thù không hề có chút vui vẻ nào cả chu nhượng cấn chẳng quên những gì đã từng nói với ta rồi đúng không chẳng đã có tình ý với ta thì đối xử tốt với ta nếu như chẳng dám động đến người phụ nữ khác Thì đích thân ta sẽ giết chết chàng Lột da của chàng mà bọc yên ngựa của ta Lóc xương của chàng làm dùi chống của ta Lấy đầu của chàng đựng dầu đen Chu Nhật Cận có nghe nói qua về tù binh nô lệ chiến tranh Hoặc những tội nhân tử hình Phải chịu những hình phạt như vậy Nhưng những câu nói đầy máu tanh như thế Được thốt ra từ một mỹ nhân yêu kiều Diễm lệ như thác bạc yên nhiên Thì quả thật khiến cho người ta có cảm giác Lạnh toàn thân Tựa như rơi vào trong hang băng vậy Thác Bạt Yên Nhiên cười thật ngọt ngào, nụ cười của nàng có một sự kiều diễm không diễn tả được bằng lời. Nhưng vết máu tươi vương trên miệng của nàng ấy cùng với những câu nói ác độc đó, tất cả tạo nên một hình tượng khiến cho người ta chứng kiến phải sợ hãi, giận cả tóc gáy. Tình lang của ta, khi ân ái cùng với ta, có phải chăng chẳng sẽ coi đó là những lời đừng mật tình tứ của ta hay không? Chẳng nhất định sẽ mừng rỡ mà nói rằng ta yêu nàng, yêu đến trời đất quay cuồng không? Chu Nhượng Cận hoảng sợ Lùi lại một bước ấp úng đáp lại Ta 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 chưa từng làm bất cứ chuyện gì Có lỗi với nàng cả Ta ta chưa hề động tới người phụ nữ khác đâu Trong đầu của gã đột nhiên lóe lên Một suy nghĩ bất ngờ gieo lớn À ah, mộng ly sao Chuyện này sao nàng lại biết được Yên nhiên hãy nói cho ta biết đi Ánh mắt của Chu Nhượng Cận lúc này đột nhiên thay đổi, trở nên sắc lạnh, nhìn chằm chằm về phía Thác Bạt Yên Nhiên phụ vương đã nhận định chính trung nhượng cận là người đã gây ra chuyện xấu mặt này coi đó là nỗi nhục nhã vô cùng bại hoại gia phong ngay cả đến dũng khí để tiếp tục truy cứu đến cùng chân tướng sự việc còn không có thì nhất định sẽ tìm mọi cách để che đậy chuyện này cho dù là vương phi phụ vương cũng chưa hẳn sẽ nói cho người biết yên nhiên sao có thể biết được đây thác bạt yên nhiên cười khúc khích nghiêng đầu cười khẽ vỗ tay tán thưởng đáp lại cuối cùng cũng biết điều rồi đấy ta còn chưa hỏi chàng đã tự khai rồi đỗ bẩn thiếu vô lại chu nhượng cận, các ngươi đều là con cháu của hoàng thất tại minh nàng ta là em họ của ngươi chàng chẳng giấu ta đi kiếm người phụ nữ khác lại còn là em của mình chàng quả là đồ mặt người dạ thú mà chu nhượng cận nhìn chằm chằm yên nhiên ánh mắt sắc lạnh mười ngón tay bố chặt lấy song chắn gỗ các đầu ngón tay đều bị dồn máu đến trắng bệch gã ta không đắp lại lời của thác bạt yên nhiên chỉ một mực mà nói chuyện bộng ly mang thai sau nàng lại biết được yên nhiên Nàng trả lời cho ta trước đi đã Sao ta lại biết ư ừ. Sao ta lại biết được sao Ta chỉ mong sao bản thân mình Vĩnh viễn không bao giờ biết được chuyện này Thác bạc yên nhiên bực tức mà đáp lại Khi mộng lê qua đời Ta còn không biết là chuyện đó có liên quan gì đến chàng Sau khi tiệc tàn Ta về nhà khách Nghe được mấy vị thổ ti phu nhân bàn luận Về chuyện đó Ta mới biết chàng chính là nghi phạm Chu Nhượng Cấn là người đàn ông mà ta chọn là người đàn ông thiên hạ vô song, trí cao tài tuyệt, trọng tình trọng nghĩa, sao có thể làm ra những chuyện như vậy được đấy? Người đàn bà ngốc nghếch là ta đây đương nhiên phải vì gã mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi rồi. Ta tới hậu cung để thăm dò tin tức, biết được tin án sát ti đã mang xác của Mộng Ly đi, thì đoán rằng bọn họ nhất định sẽ khám nghiệm tử thi, bèn ngay lập tức phái người mang theo thật nhiều vàng bạc đi tìm ngũ tác. Án sát ti có tất cả bốn ngũ tác Ta không biết lục đại nhân chịu gọi người nào Nên bèn đưa cho bọn chúng mỗi người 30 lạng vàng Chỉ để đổ lấy được một thông tin Bất cứ khi nào Cũng để có thể nắm được tình hình tình tiết phát triển của vụ án Để kịp thời cứu chàng ra ngoài Chu nhượng cấn Ta mua được một thông tin tốt quá đi mà Thác bạt yên nhiên lắc đầu nước mắt không ngừng tuôn Nàng ấy đột nhiên hét lớn Ta hận chàng Chu nhượng cấn Thác bạc yên nhiên ta mù mắt mới tin chàng Nói đoạn yên nhiên bèn dưng hai ngón tay định đâm thẳng vào mắt của mình chu nhượng cận kinh ngạc vô cùng vội vàng lao đến toàn thân đâm sầm vào thanh chấn nhà giam đánh một tiếng bịch thật lớn lúc này gã chỉ quan tâm đến yên nhiên dưng tay nắm chặt lấy cổ tay của nàng kéo về phía mình thác bạt yên nhiên hận gã đến tột cùng há miệng cắn chặt lấy cổ tay của chu nhượng cận chu nhượng cận cũng không động người cứ như vậy mà nhìn yên nhiên khóe miệng khẽ nở ra một nụ cười yên nhiên nàng mãi không đến thăm ta trong lòng ta đã cảm thấy kỳ lạ lẽ ra nàng phải là người đầu tiên đến mới đúng vậy ra là nàng đang buôn ba khắp nơi bên ngoài kia vì ta dáng vẻ bề ngoài yếu điệu mềm yếu như nước thế nhưng trong lòng tính tựa liệt hóa nàng quả đúng là thiên hạ độc nhất vô nhị thắc bạt yên nhiên mà mỹ nhân hồng trần đối với chu nhượng cận ta cũng chẳng qua chỉ là hạt bụi mà thôi ngoại trừ nàng chu nhượng cận ta không chọn nhầm người yên nhiên nàng cũng không chọn nhầm người đâu Thác Bạt yên nhiên vẫn cứ cắn chặt lấy tay của Chu Nhượng cận, nhưng ánh mắt dường như có chút thay đổi, để lộ ra một chút mềm miếu khiến cho người khác phải thương cảm và một chút nghi ngờ của kẻ quá sợ hãi bị tổn thương, tựa như một con thú nhỏ vừa muốn bỏ chạy, thế nhưng lại muốn tới gần cùng với một chút ý thức cảnh giác. Chu Nhượng cận khẽ mỉm cười, yên nhiên răng của nàng thật là nhọn, cắn chết ta mất thôi, nhưng ta rất vui, quả thật rất vui. Thác Bạt yên nhiên từ từ ngừng lại, Chu Nhượng cận không rút tay về cứ để cho máu từ cổ tay của mình chảy xuống từng giọt từng giọt mà rơi xuống nền đất trong không gian của nhà lao tĩnh lặng dường như có thể nghe được thấy từng tiếng máu rơi tí thách vậy hai tên lính canh ngục đứng ngoài xa không nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người bọn họ thế nhưng từng hành động của hai người đó thì quan sát thật kỹ hai tên lính canh kinh ngạc ngây người bọn chúng ngẩng đầu nhìn tên người tạng cường tráng có tên gọi là ba vượng đó tên đó vẫn cứ đứng sừng sững như vậy các cơ trên gương mặt tựa như đã hóa đá không hề có một chút động tĩnh nào Mộng Ly quả thật đã chết rồi, quả thật là mỗi ấy đã mang thai. Miếng ngọc bội của ta đúng là nằm trong tay của mỗi ấy. Ngọc bội là của ta. Nàng không vì miếng ngọc bội đó nằm trong tay của Mộng Ly mà tin ta là hung thú, chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Vậy đứa bé còn chẳng biết là của ai kia, thì sao nàng lại nhận định đó là của ta đây? Ánh mắt của Thác Bạt Yên Nhiên trở nên mơ hồ, lặng người một hồi lâu rồi mới nói: "Đó không giống nhau." yên nhiên nghĩ ngợi một hồi rồi nghiêng đầu nghi hoặc lức sáo chu nhượng cận quả không đúng là phải chàng đúng không đúng vậy quả không đúng là phải ta chàng chàng nói một câu như vậy thôi sao dù gì thì cũng phải cho ta một vài lý do chứ thác bạt yên nhiên thông minh sắc sảo nếu nàng ấy tin ta thì chỉ cần một câu là đủ rồi còn nếu không tin ta thì nói nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì cả đừng xu lính nhượng cấn chàng hãy cho ta thêm một vài lý do khiến cho ta tin tưởng chàng ta ta lòng ta hoảng loạn vô cùng ta chẳng có quá nhiều lý do để nói với nàng mộng ly thường xuyên đến ở tại vương phủ hai năm gần đây thời gian mà mỗi ấy ở lại vương phủ còn nhiều hơn thời gian ở nhà của mình kìa vì mối quan hệ thân càng thêm thân của ta và tĩnh thanh vương phủ ta và mộng ly luôn giữ mối quan hệ rất tốt điều này nàng cũng biết mà chính vì thế nên ta cũng chẳng rõ nữa kìa Thác Bạt Yên Nhiên vừa mới bình tĩnh trở lại thì sắc mặt ngay lập tức lại trở nên lạnh lùng, tựa như một khối băng trong suốt. Muội thử nghĩ xem, nếu như ta là hung thú thì cứ theo tính cách cẩn thận của ta, ta và Mộng Ly chắc chắn sẽ giữ khoảng cách nhất định trước mặt mọi người để tránh mọi mối nghi ngờ. Nếu như ta là hung thú thì ta hoàn toàn có thể dụ dỗ được muội ấy tìm một chỗ bí mật hơn, an toàn hơn để cho ta giết người. Hà tất gì phải mạo hiểm ra tay ở cái nơi mà bất cứ lúc nào cũng có người đi qua đấy chứ? Hơn nữa Ngộ Tắc chẳng phải nói rằng Mộng Ly mang bầu hơn 2 tháng hay sao Hai tháng trước chẳng phải Trùng vào đúng lúc ta với nàng mới Thôi đừng nói nữa Thác bạt yên nhiên đỏ bừng mặt Khối băng này đã chuyển thành ngọn lửa Hai tháng trước thuộc vương bệnh nặng Phải vào thanh dương cung để tĩnh dưỡng điều trị Đám huynh đệ chu nhận cận Thân tộc trong vương thất Và các vị quan thủ ti đều đến thăm Cùng ở trong thuộc vương cung rộng lớn Quãng thời gian đấy cũng chính là lúc tình cảm của Yên Nhiên và chu Nhượng Cận phát triển mạnh mẽ. Tâm tình vãn nguyệt, ân ái mặn nồng. Mùa hè nóng rực vốn đã mặc đồ mỏng ở trên người, đôi tình nhân tâm đầu ý hợp trong quãng thời gian đấy đã vượt quá giới hạn. Lẽ nào Chu Nhượng Cận lại đi trêu ghẹo muội muội của mình trong quãng thời gian đó hay sao? Cho dù là hai người bọn họ trước đó có tư tình đi chăng nữa, thì những ngày tháng đó, Yên Nhiên và gã chỉ cần có chút thời gian là vẫn dính lấy nhau, đàn hát mơ vui, vung bút trổ tài. Cho dù ba người có đụng mặt nhau cùng một lúc thì Chu Nhượng Cận cũng sẽ tìm lý do để tách Mộng Ly ra. Hơn nữa, chỉ tính đến nhan sắc của ta... Cơn giận dữ, đến cũng nhanh và đi cũng nhanh, xuân đến hoa nở. Thác bạc yên nhiên đột nhiên kinh ngạc và thét lên. Ô, oh, tay của chàng! Nàng ta vội vàng lấy chiếc khăn tay lụa trắng mút như tuyết, cột lên tay của Chu Nhượng Cận, rồi hoảng hốt nói. Nhượng Cận, ta, ta xin lỗi chàng. Không có gì, ta đã quen rồi mà thác bạt yên nhiên nghẹn ngào ngoan ngoãn cười theo dịu dàng đến nỗi chẳng thể nhìn thấy được một chút kia gớm đánh đá nào cả vậy hung thủ là ai được đây không có quá nhiều người có cơ hội được tiếp cận với mộng ly đâu có cơ hội để giết được nàng ta thì lại càng ít người đó chắc chắn là phải ở trong cung rồi nhưng chính chàng là là người nghi can lớn nhất vụ án này biết đến bao giờ mới được làm sáng tỏ đây loại trừ đi lòng ghen tuông thì á, thác bạt yên nhiên ngay lập tức lại lo lắng cho tình cảnh của chu nhượng cận Chu nhận Cận nãy giờ nhẫn nhịn, cuối cùng cũng không thể kiềm chế nổi nữa, bèn khẽ khàng kể lại cho Thác Bạt Yên Nhiên biết chuyện phụ vương của gã và tính thanh quận vương quyết định từ tốt giữ soái vì bảo vệ cho thanh danh của vương thất mà nhanh chóng vội vàng kết thúc vụ án này. Cái gì? Thác Bạt Yên Nhiên trợn mắt dựng mày, phẫn nộ nói: Bọn họ coi chăng là thứ gì vậy? Một món đồ có thể có hoặc không cần cũng được hay sao? Một đồ vật có thể tùy ý mà sắp đặt lợi dụng hay sao? bọn họ dám sao tính thanh quận vương vẫn luôn nói phải nghiêm trị hung thủ này biết được tin con gái nhà mình không còn trong trắng thì lại vội vàng muốn nói đến đấy yên nhiên chợt nhớ ra rằng bản thân mình và trung nhượng cận cũng chưa từng có hôn sự mà đã có tư tình thì thấy ngượng ngùng đỏ cả mặt vội vàng lấp liếm nói tiếp ta ta sẽ quan sát thật kỹ bọn họ buộc quan phủ phải tiếp tục điều tra vụ án này để cho chàng được đường đường chính chính bước ra khỏi chỗ này ta sẽ lập tức đi gặp thục vương Yêu cầu ông ta đừng suy nghĩ hồ đồ như vậy Không được Nàng tính khí của nàng Nếu như gặp phụ phương Thì chỉ e rằng là sẽ mâu thuẫn tụt cùng Sau này Chàng suy nghĩ thâu đáo ừ, Ta đi tìm tinh thanh quận vương Chứng cứ nằm trong tay ta Ta xem ông ta có dám coi nhẹ mạng người hay không đấy Chu nhượng cận lo lắng mà nói Yên nhiên Thác bạt yên nhiên ngước mắt lên nhìn Đáp lại Chàng yên tâm toàn bộ đất đai và mỏ quáng của tỉnh thanh quận vương đều nằm trong địa phận của tạp cốc an phủ ti nơi đó cũng chính là thiên hạ của kim xuyên chúng ta kìa về tình mà nói thì ông ta đã thất đức trước về lý mà nói thì ở dưới trướng của người tặng chúng ta ta chỉ cần đi nói một tiếng thôi đảm bảo ông ta không dám làm gì chàng người con gái yêu kiều diễm lệ thể thái mềm mại tựa như nước chảy quả thật không hề giống với người man di nhưng tính tình lại vô cùng mạnh mẽ rắn giỏi không hề có chút thẹn thùng lưu luyến nũng lịu nàng chị vết thương cho chu nhượng cận rồi ngay lập tức cùng thị vệ ba vượng vội vàng mà rời khỏi đêm muộn đến bái kiến tính thanh quận vương lại nói lúc bấy giờ giám ngục cố đại nhân đang trần trụi ôm lấy vợ của mình ân ái trong chăn ấm thì đột nhiên có tiếng gõ cửa kêu cộc cộc bên ngoài cố đại nhân chắn đầm đìa mồ hôi giận dữ mà hét lên là tên khốn nào vậy Bên ngoài có tiếng của một nha sai khẽ khẳng đáp lại Đại nhân lại có người muốn đến thăm nhị phương tử Ngài không ra thì ai dám cho họ vào đây Mẹ nó chứ Ta không ra Ta nhất định không ra đâu Cố đại nhân giận dữ nói Cố nhích toàn thân về đằng trước lấy một cái À Tiếng phụ nữ kêu lên Thuận tay véo lên cái hông nhẽ nhại mồ hôi của y một cái Rồi nhỏ giọng mà mắng Mau dậy đi Bạn nãy có hai nhóm người đến Càng về sau thì càng nhiều vàng hơn Người này nửa đêm canh ba con đến nhất định là sẽ đưa rất nhiều tiền Lão giả chết tiệt này ông chết tiền phải không Phu nhân đã có lời như vậy Cố đại nhân chỉ đành khoát lên Người ra trước cứng phó đi Đại nhân ta ra ngay lập tức đấy Cố đại nhân không cam tâm Cố thêm một lúc nữa Bị bà vợ hám tiền của mình đạp ra khỏi giường Tới lúc này mới hục hạc đứng dậy Mặc y phục vội vàng đi tới tiền đường Trước Đại Lao Thành Đô có một nhánh đường nhỏ, có riêng một khóa viện là nơi ở của sai ngục, tạp dịch và một số những quan viên. Giám ngục có đủ tư cách được mang người nhà đến. Đi qua gian nhà phía giữa, đằng sau là từng dãy lũy cao, quả đúng là một nhà tù chuẩn mực. Trong đại sảnh nhỏ đấy có hai người ngồi và bốn người đứng, tổng cộng là sáu người. Cố đại nhân vừa nhìn thấy bọn họ thì ngay lập tức nguôi giận. Linh công công của tục vương phủ đến, cho y 30 lạng bạc, thắc bạc sở ti của tiểu kim xuyên. Có hai người đến cho y 20 lạng vàng. Lần này có những 6 người đến, trời ạ, à, lão tử ta có thể cưới vợ bé được rồi. Nhìn thấy lão ta tới, một người đàn ông đang đứng chắp tay đằng sau lưng, ngay lập tức quay lại, chặn trước mặt của y, chắp tay hành lễ mà nói. Cố đại nhân, nửa đêm còn đến làm phiền, thật là ngại. Phía trên kia có hai vị đại nhân, muốn tới thăm nhị vương tử, hy vọng ngài tạo điều kiện cho. Đại nhân sao? Là vị đại nhân còn lớn hơn cả Linh Công Công, bên cạnh thuộc vương sao? Có lớn hơn cả Thác Bạc Sở Ti hay không? Cố đại nhân cười thầm trong lòng, lướt nhìn hai người đứng bên, đó là hai người thanh niên, một người hơn 20 tuổi, một người 30 tuổi. Từng tuổi đó cũng có thể làm quan được sao? Chắc là cái bọn không có đầu óc. Chip Poi nghe thấy tin vương tử phạm án, cũng chẳng thèm biết tình hình ra sao mà đến để nghe ngóng đây thôi mà, đúng không? Cố Triệt bĩu môi, kéo dài giọng nói của mình ra, rồi từ tốn nói: "Các vị huynh đệ là người ở nha môn nào vậy? Không phải là lão ca ta không lễ mặt đâu, án sắp xứ đại nhân cũng đã dặn dò rồi nhà lao này bất luận là ngài quan to nào đến cỡ nào đi chăng nữa cũng không phải là muốn thì vào được đâu các vị huynh đệ mấy người có trong tay bút tích của lục đại nhân không y dương ngón tay về phía trước vê vê hai ngón tay rồi cười khúc khích mà nói à, bút tích của lục đại nhân thì ta không có thế nhưng ta có thứ này người đó lấy ra từ trong người một vật gì đấy lông mày của cố triệt những cao đến nỗi muốn bay cả lên những người tới đây ngày hôm nay Quả thật đều là rất có khí khái của bậc thượng lưu á à. Người đó lấy ra một vật gì đó đặt vào trong tay của y Cố triệt khẽ ước lượng độ nặng Gương mặt của y ngay lập tức tối sầm lại Mẹ nói chứ Những sáu người thì chừng này xem ra là quá ít rồi đấy Cố đại nhân dương lên nhìn một chút Đột nhiên bắp chân có rút lại Cầm trên tay cái vật đó dường như bị phỏng vậy Vội vàng trả lại cho người vừa đưa Run rẩy mà nói Đại, 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 đại nhân là người của cẩm y vệ không không biết có công vụ gì không người đó vuốt mớ dâu trên miệng Lức sáu nhìn cố triệt một cái rồi sau đó vỗ lên vai của y cười khúc khích đáp lại à công vụ đương nhiên là công vụ rồi cố đại nhân muốn biết chăng à, à, không 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 cái đầu của cố triệt ra sức lắc quanh quẩy tựa như lắc cái trống đồ chơi vậy cẩm y vệ chuyên đi điều tra những đại án mưu phản để cho bọn chúng bắt đi thì có đến 90 phần là tử mạng. Ai muốn có dây dưa với bọn chúng đây? À, vậy thì tốt, dẫn đường đi thôi. Cố triệt bỏ lan đứng dậy mà lên trước dẫn đường. Chắc là do vì chuyện phòng the mới được một nửa thì phải ngừng lại. Kết quả là nhiễm phong hàn. Lại thêm bị dọa cho đến sợ hãi mới đi được nửa đường thì bụng đau quằn quại đến độ co giật. Cố đại nhân cũng không dám cất tiếng nào. Nghiến răng đưa bọn chúng đến cửa nhà lao những giọt mồ hôi to như hạt đậu đang cứ chảy dài từ trên trán xuống. Kết quả là y cũng chẳng còn kịp nói với hai tên lính canh đang đầy một vẻ uất hận kia về thân phận của đám người này, bèn nghiến chặt răng, dương cả cổ ra mà nói: "Mau, mau dẫn các vị đại nhân này đi gặp nhị vương tử." Đám người này vừa mới đi cách đó không xa, y còn chẳng thiết gì đến lễ nghĩa lịch sự nữa, quay người từ cửa của nhà lao nhảy một bước lớn ra khỏi, ngồi bệt xuống đất hai tên lính canh cửa giật mình thế vậy bèn nhanh chóng tiến lên đỡ y vội vàng mà hỏi nhạc đại nhân ngài bị làm sao vậy nhanh nhanh tìm lăng trung Bụng, bung bung của ta bụng của ta cố triệt không kịp nói hết câu thì đã ngất đi luôn sáu người này không giống như hai đám trước không phải là lướt đi thế nhưng sáu người này đi thẳng hàng cùng nhịp bước chân thật là khiến cho người ta phải sợ hãi mà hai tên lính canh ngục thì thầm với nhau dẫn bọn họ đến trước phòng của chu nhượng cận chu nhượng cận đã ngủ hai tên lính canh ngục bèn gọi gã dậy nhị vương tứ có người muốn gặp ngài đây những người luyện võ ngay cả khi ngủ cũng có ý thức cảnh giác chu nhượng cận ngồi bên cạnh giường nhận thấy những người bên ngoài kia mình đều không hề quen biết thì cảnh giác mà hỏi các người là ai vậy người đàn ông dẫn đầu bọn chúng xua tay về phía hai tên lính canh hai người đi chỗ khác đi đây là đánh địa của chúng tôi quản lý à, Lý do này quả đúng là có phần ngu ngốc cả Nhưng cẩm y vệ có thể tìm một lý do mà hành xử Thì cũng coi như là lề mặt lắm rồi Lúc bây giờ Dương Lăng thầm nghĩ Chẳng đợi cho kẻ đang kinh ngạc và nghi hoặc là chú nhượng cận kia nói câu nào Hắn bèn vụt bước ra từ sau lưng của vị thiểm sự cẩm y vệ Tầm 30 tuổi kia chắp tay cười nói Nhượng cận huynh đêm giờ còn đến thăm làm phiền huynh rồi Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 139 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.